Dạ vâng, lời đầu tiên thì em xin kính chào tất cả các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Hùng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay thì chiều nay em có hai đơn đặt hàng về DIY hai sợi dây loa này. Sợi thứ nhất đó là sợi dây Pro AC đấy, có chiều dài là 1 mét đó, đi với đầu jack bắp chuối nha. Đấy thì đây là em cũng đã làm xong và em quay lên đây giới thiệu cho các bác và anh em thì cực kỳ rất đẹp luôn. Bác nào anh em nào có nhu cầu thì cứ liên có nhu cầu mà làm thì liên hệ cho em. Đấy. Đây. Bộ này đó. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng. Đó, dây này là dây loại bạc em xin lỗi, dây này là dây loại đồng nha. Dây loại đồng cho bát sâu, chi tiết mềm mại ạ. Rất ấm. Đó. Rồi, thứ hai, đây là 1,5 m mỗi vế. Bao gồm có hai vế. Đây là dây Đức. Đấy. Dây Đức loại đồng mạ bạc nha. Đấy. Thì đây làm cho một bác khách ở ngoài Hà Nội cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đi với dắp bắp chuối. Bắp chuối. Đầu dắp bắp chuối hợp kim cao cấp. Đấy. Đó. Đấy. Thì dây này thì dây loại bạc. Đấy. Loại kích thước đây. In Germany đấy. Đó. Loại thì 2 nhân 4 nha. Đấy. Milli. Đó. Cực kỳ chất lượng. Bác nào anh em mà có nhu cầu chơi cái dòng dây loại bạc này, bạc thì cho chúng ta nghe chất âm thiên về chép hơn. Đấy, chép trong sáng chi tiết rõ ràng, không bị méo tiếng. Đấy, đó rồi thì video của em tới đây hết. Thì các bác nào hay anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Đấy. Hai sợi dây đây thì nói chung về vấn đề mà mình mua mét và là mình bảo bên em mà lên jack thì nó tiết kiệm hơn so với là mua qua các shop khác, là nó từng bộ như thế này thì nó mắc hơn. Đấy. Bác nào mà muốn tiết kiệm mà chi phí mà có được hàng chất lượng xịn, bên em thì gia công cực kỳ kỹ luôn nên yên tâm. Đấy. Thì có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở dưới phần mô tả nha, phần video ấy, 0355 447 550 Hùng Audio Sài Gòn. Xin hân hạnh phục vụ các bác và anh em. Đấy. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Chúc các bác và anh em một cái buổi tối vui vẻ và tràn đầy nhiều niềm vui. Rồi, xin chào, hẹn các bác và anh em những video tiếp theo.